Thưa quý vị, như thông tin đã đưa trong bản tin tối qua, trong khuôn khổ đối thoại hữu nghị lần thứ 2 và diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024, Hội Nhà báo Belarus đã có nhiều hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 9. Trong đó có chuyến thăm văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam và tham quan thành phố về đêm bằng xe Minsk, chiếc xe huyền thoại xuất xứ từ Belarus, hình ảnh quen thuộc của người dân Việt Nam một thời đã qua. Xe Minsk hay còn được người Việt Nam trìu mến gọi với cái tên Minkhờ, bắt đầu xuất hiện khi theo chân các chuyên gia Liên Xô sang Việt Nam vào những năm 1960. Trong thời bao cấp, Minsk là một lựa chọn phù hợp với đại đa số người dân do giá thành rẻ và sức bền bỉ. Xuất xứ từ Belarus, đây là dòng xe được biết đến với khả năng chịu đựng cực tốt, có thể vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp, là một thời ký ức của biết bao gia đình trong những năm tháng vô cùng đáng nhớ. Và mấy chục năm sau, có lẽ anh Minh Khoa, một trong những thành viên của hội chơi xe máy cổ, đặc biệt là xe Minsk tại Việt Nam, không thể nghĩ được rằng có một ngày trên chính chiếc xe Minsk, mình được chở một người phụ nữ Belarus chính hiệu dạo quanh Thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ tươi tắn ấy là cô Elena Rodoskaya, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Belarus. Thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được đi trên chính chiếc xe Minsk của đất nước mình ngay giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như thế này. Thành phố của các bạn cả ban ngày và ban đêm đều rất đẹp. Người dân thì thân thiện và cũng thấy được tình cảm của mọi người dành cho chiếc xe Minsk rất đáng trân trọng. Đây là lần đầu tiên mà được gọi là chở một gọi là đại sứ Belarus trên một chiếc xe Minsk xuất xứ từ Belarus. Thì mình cũng rất là may mắn là gọi là có cha mẹ, ba mẹ đều là người du học sinh ở nước Nga và cũng công tác tại Nga rất là nhiều năm, và đó là cũng nguồn cảm hứng để cho nghĩa là mình có một cái sự đam mê đối với xe Minsk. Xe Minsk được xem là biểu tượng của sự bền bỉ, giản dị và tình cảm, từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam, đồng thời là một trong những biểu tượng mang tên thủ đô của Belarus, là cầu nối tượng trưng cho giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Những hình ảnh về xe Minsk tại Việt Nam cũng đã được trình chiếu ngay sau đó trong buổi bà Elena Rodoskaya đến thăm văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng đoàn tiếp đón bà Elena, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, mong muốn sự hợp tác giữa Hội Nhà báo của hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, giúp truyền tải nhiều thông tin, văn hóa, con người Belarus và Việt Nam hơn nữa. Trong buổi làm việc này, bà Elena Rodoskaya cũng đã có lời mời các nhà báo Việt Nam sang thăm Belarus vào năm 2025, mong muốn có những quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về nghề báo, truyền hình giữa hai bên để phục vụ khán giả tốt hơn trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.